Trong trường hợp trẻ đang bị nhẹ cân, suy dinh dưỡng, nếu muốn dùng sữa hạt, quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Các bạn thân mến, vì lo lắng sữa bò sữa dê ảnh hưởng bởi hormone tăng trưởng, và thời gian qua trên các diễn đàn group mạng xã hội, nhiều mẹ thì luôn cho rằng sữa hạt mới là tốt nhất. Nhưng mà quan điểm này chưa thực sự đúng đâu ạ. Với các loại sữa động vật được sản xuất bởi các công ty có uy tín, chất lượng của nó luôn được kiểm soát nên quý vị có thể yên tâm. Hơn nữa về bản chất, nếu sữa bò có thể tồn dư hormone tăng trưởng thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ở sữa hạt. Thế nên đừng vì quan điểm chưa thật sự chính xác mà tẩy chay các loại sữa động vật các bạn nhé. Thay vào đó, dù là cho con uống sữa hạt hay là sữa động vật, quý vị cũng đừng quên là phải tìm mua sản phẩm ở các nhà sản xuất uy tín. Và trở lại với trường hợp của chị Thanh Hà đầu chương trình thì chắc hẳn là những thông tin vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho chị hiểu hơn về việc cho con sử dụng sữa hạt cho đúng cách. Hy vọng rằng chị sẽ quyết định thật sáng suốt trong việc chăm sóc bé yêu nhà mình nhé.